Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong video ngày hôm nay, cái ủy thác thám hiểm á, mình nhận được một cái thử thách là chụp hình dáng vẽ cầm dù của người quyền lực có quyền nhất Sulan. Ok, thì bây giờ anh em bấm vô nó không có chạy. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em làm ha. Bấm vào cái bản đồ. Anh em chạy tới cái phòng phủ thành chủ nha anh em. Hoặc là anh em có thể đi làm nhiệm vụ hay gì đó, nhưng mà khi mà thấy trời đổ mưa hay là có tuyết á, thì anh em quay về đây anh em chụp. Thì sau khi anh em chụp thì nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ thôi. Có rất nhiều anh em cứ mở cái máy lên chụp và chuyển sang cái chế độ gọi là thời tiết á. Đây mình sẽ mở cho anh em xem nha. Anh em mở lên và làm đẹp, anh em bấm qua làm đẹp và bấm qua thời tiết, kính lọc. Tất cả các thứ là anh em có thể thay đổi thời tiết hiện tại để anh em chụp hình, nhưng mà nó sẽ không hoàn thành nhiệm vụ nha anh em. Đó, trời hiện tại là đang mưa, nhưng mà anh em có thể thay đổi thành trời nắng bất kể cái thời tiết gì ha. Rồi ok, nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.